Sư cho con hỏi tại sao sự xuất hiện của tỳ kheo ni lại giảm tuổi thọ xuống 5.000 năm? Cái này quý vị hiểu lầm ha, hiểu lầm. Đây sư mở cái chánh kinh ra cho quý vị coi, quý vị chờ tí xíu. Tạng luật phân tích giới tỳ kheo ni. Không phải sự xuất hiện của tỳ kheo ni đại phẩm. Chờ sẽ tí xíu đi dò trong cái tạng luật, xin mở ra cho quý vị coi. Sẵn sẽ thấy cái một số vị mà hỏi về cái phận sự á, phận sự của cái phận sự á, thì quý vị mở trong quý vị xem trong cái tiểu phẩm tập 2 ha. Tiểu phẩm tập 2 là có nói về các cái phận sự, chúng ta có những cái thuộc về giới, có những cái thuộc về phận sự đó. Quý vị mở tiểu phẩm tập 2 nó có những cái phận sự đây này. Đấy, đây là chương phận sự này, phận sự của vị vãng lai, của vị thường trú, của việc ra đi, của việc tùy hỷ ở chỗ thọ thực, của việc đi khất thực ở rừng, nơi cư ngụ nhà tắm, ở ngay cái nơi nhà vệ sinh, phận sự đối với thầy tế độ, đối với đệ tử, đối với thầy dạy học, đối với học trò. Ha. Đây là còn ở đây. Cái đây nè, tỳ kheo ni. Đây. Này Ananda, nếu người nữ không đạt được sự xuất gia, rời nhà sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố, này Ananda, phạm hạnh có thể sẽ được tồn tại lâu dài, thánh pháp có thể tồn tại 1.000 năm. Ý cái này có là chánh pháp đó. Này Ananda, bởi vì người nữ đã xuất gia, rời nhà sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố, này Ananda, giờ đây phạm hạnh sẽ không tồn tại lâu dài. Này Ananda, giờ đây thánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. 500 năm chứ không phải 5.000 năm đâu nha, 500 năm. Nè, vấn đề thánh pháp nè, sách Thâm Má nè, có thể tồn tại 1.000 năm, ngài Buddha Gosa giải thích như sau. Nói đến 1.000 năm là đề cập đến sự diệt tận các lậu hoặc và với sự thành đạt về bốn tuệ phân tích. Từ đó về sau là 1.000 năm của sự diệt tận các lậu hoặc do thuần tí minh sát. 1.000 năm của đạo quả bất lai, 1.000 năm của đạo quả nhất lai, 1.000 năm của đạo quả nhập lưu. Như vậy thánh pháp pháp thành sẽ tồn tại 5.000 năm. Nè. 1.000 năm á, đáng lẽ ra là 5.000 năm. Thì 1.000 năm đầu á, sư tóm gọn cho quý vị biết, 1.000 năm đầu á là chư tăng hoặc là từ cư sĩ cho đến chư tăng là
tất cả những người mà tu tập theo đúng đắn theo bát chánh đạo đó là có thể đắc được a la hán với bốn tuệ phân tích. 1000 năm thứ hai, tức là 2000 năm á, 2000 năm sau khi Đức Phật chạm niết bàn đó, là chỉ còn có việc đắc a la hán do thuần túy minh sát mà thôi. 1000 năm thứ ba đó, 1000 năm thứ ba đó là chỉ còn là bất lai. 1000 năm thứ tư á, chỉ còn là nhất lai. Và 1000 năm thứ năm chỉ còn là nhập lưu. Có nghĩa là cho tới cuối cùng á, là tu giỏi lắm đi nữa đó là chỉ còn đắc được nhập lưu là hết rồi. Đấy là pháp thành sẽ tồn tại 5000 năm. Mà ở đây đó, 1000 năm mà Đức Phật rút lại còn 500 năm do sự xuất hiện của người nữ á, còn 500 năm á, là rút lại là 5000, còn là 2500 thôi. Còn là 2500 thôi. Có nghĩa là thời nay mà nếu như theo cái sự giải thích của Ngài Buddha Gosa đó, là bây giờ chúng ta hơn 2600 năm rồi, là không còn cái sự tồn tại của chánh pháp, là nó không còn nữa, có nghĩa là cái sự mà đắc chứng thánh đạo thánh quả là không còn nữa ha. Còn mà 5000 năm á, 5000 năm mà dựa theo cái các cái vị mà xưa giờ mà vẫn nói 5000 năm á, đó là gì? 5000 năm này đó là tính cho đến cái 5000 năm mà Đức Thế Tôn nói đó, là mà giảm xuống còn 2500 năm á, cái thời gian mà thánh pháp còn nó sách thăm má đó, là Đức Phật nói đến cái sự chứng đắc thánh đạo thánh quả. Còn cái 5000 năm mà chúng ta nói đó là nói đến cái sự tồn vong của giáo pháp, có nghĩa là cho đến khi kết thúc 5000 năm đó, là toàn bộ chánh pháp không còn ai biết cái gì là Phật, cái gì là pháp, cái gì là tăng, không còn ai biết. Người ta không còn biết cái gì là năm giới, ngũ giới như thế nào, không biết luôn. Người ta không biết đạo Phật là gì, người ta không còn biết Phật là gì hết. Khi đó thế gian không còn có một cái gọi là đạo Phật, không còn có một cái gọi là lời dạy của Phật. Ngay cả những cái mà quý vị thường hay suy nghĩ bây giờ là nó dễ thường hay nghe, ví dụ như là vô minh đó, ví dụ như là minh sát, ví dụ như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, ví dụ như là trai giới, thì cho tới 5000 năm sau người ta không còn biết cái gì về những cái này nữa. Đấy. Còn khi mà Đức Phật nói là còn lại 500 năm ở đây đó, là Đức Phật đang nói về cái sự chứng đắc thánh đạo thánh quả sau khi mà Ngài đã nhập Niết Bàn. Ở dưới đây là Đức Phật giải thích nè, cũng giống như những gia đình có nhiều người nữ, ít người nam thì dễ bị các kẻ cướp, kẻ trộm đột nhập. Đấy. Này Ananda, cũng tương tự như thế, trong pháp và luật nào người nữ đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài. Đấy. Quý vị ai mà muốn đọc thì có thể bấm ngưng lại để mà đọc ha. Đó. Sư chỉ tóm gọn như thế này. Đầu tiên đó, sở dĩ mà Đức Phật cho người nữ xuất gia đó là do vào thời kỳ đó người nữ xuất gia chứng thánh đạo A-la-hán rất là nhiều, thánh đạo thánh quả A-la-hán rất là nhiều. Mà nếu như Đức Phật không có cho cái sự xuất gia của người nữ á, thì sau khi chứng đắc thánh đạo thánh quả A-la-hán, vị đó phải nhập Niết Bàn trong vòng tối đa là 7 ngày. Tối đa là 7 ngày. Mà quý vị nghĩ để cứu mạng các cái vị A-la-hán như vậy đó, thì có nên hay không? Đấy. Cho nên cái việc cho người nữ xuất gia đó vốn dĩ ban đầu là để giúp cho các vị A-la-hán đó không cần phải nhập diệt trong vòng 7 ngày thôi. Còn cái cỡ như mình bây giờ thời nay thì quý vị tự suy nghĩ.
Rồi cái sự tồn tại của người nữ ở trong tăng đoàn đó, bản thân nó là một cái mồ thuốc nổ. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật này vốn dĩ là một cái đạo ly dục, mà khi cứ hễ ở đâu mà có cái sự tiếp xúc giữa nam và nữ thì khi đó các cái lậu hoặc sẽ có cơ hội phát sinh. Đừng nghĩ rằng người nữ phải là người xinh đẹp thì mới có thể là dụ dỗ các vị tỳ kheo, và ngược lại, đừng nghĩ rằng là chỉ có những anh mà dẻo miệng thì mới có cơ hội là dụ dỗ các cái vị tỳ kheo ni. Không phải. Khi mà tham dục mà nó tấn công, nó ăn mòn một cái vị tu sĩ đó, thì dù cho đó có là thị nở, có là chí phèo thì nó vẫn là nguy hiểm như thường. Nha. Dù cho đó có là thị nở đi nữa thì một vị tỳ kheo bị cắt dục tấn công thì vị đấy vẫn có thể hoàn toàn vì một cái thị nở mà hoàn tục. Hoàn tục là còn nhẹ, nặng hơn là phạm giới rồi bị trục xuất hoặc là bị hoàn tục. Người nữ cũng vậy. Không cần phải là vị đó phải, cái người nam đó là phải là một người khéo ăn khéo nói hoặc là đẹp trai hoặc là phong độ, chưa chắc. Khi các cắt dục nó tấn công mà không có sự phòng hộ thì dù cho đó là một cái anh mà câm điếc, mà chỉ miễn làm sao mà còn là đàn ông thì vẫn có khả năng phạm giới như thường và vẫn có khả năng hoàn tục như thường. Đó là chưa kể đến cái chuyện là hai cái giới là tăng ni mà tiếp xúc với nhau, luôn luôn có vô số chuyện để phát sinh. Đấy. Mà một cái vị hòa thượng, nói thẳng luôn là hòa thượng Thanh Từ. Hòa thượng nói như thế này: Quản 100 ông tăng á, coi vậy cho nó nhẹ nhẹ hơn quản 10 bà ni. Quản 10 bà ni là đủ thứ chuyện hết trơn á, trong khi đó 100 ông tăng là quản nhẹ ơ. Quý vị biết cái chuyện mà làm cho hòa thượng nhức đầu nhất là gì quý vị biết không? Cãi nhau lên thưa với hòa thượng. Thưa một lần không phải thưa là chỉ có 15-10 phút, thưa một lần là thưa mấy tiếng đồng hồ. Mà quý vị nghĩ có 10 bà ni thì phải thưa hết bao nhiêu tiếng đồng hồ, khỏi tu luôn, khỏi tu hành. Thậm chí cho tới cái chuyện nói nhỏ nhau nghe, phụ nữ có khi là không ngủ chung thì cũng giận nhau, cũng giận hờn đó, rồi giận hờn đó, rồi cũng đưa lên là mét, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết trơn á. Thành ra đó, Đức Thế Tôn từ xưa đã nói đó, là cái sự xuất hiện của người nữ trong tăng đoàn nó sẽ khiến cho tăng đoàn trở nên rất dễ bị gặp vấn đề, rất dễ gặp vấn đề. Do hai cái thái cực nam nữ nó gặp nhau là thế nào cũng đẻ ra chuyện. Đấy.